Xin chào các bạn, mình là Tuyền Hyundai Bắc Ninh. Hôm nay trước mặt mình đây đó chiếc Hyundai Creta màu đỏ bản cao cấp một tông đó. Thì chiếc xe Creta được về thị trường Việt Nam từ tháng 3 năm 2022, và đến thời điểm này thì số lượng xe bán ra hàng tháng luôn nằm trong top 10 xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam. Lý do vì sao mà chiếc xe lại được khách hàng quan tâm và đón nhận nhiều đến như vậy thì hôm nay mình các bạn sẽ đi tìm hiểu. Thì trong video này thì mình xin giới thiệu đến các bạn những cái chính sách giá bán, những màu xe và từng phiên bản có thể là giao sớm cho tháng 10 và tháng 11, và review một số tính năng nổi bật của phiên bản cao cấp. Thì về giá bán cho cả 3 phiên bản thì hiện tại phiên bản tiêu chuẩn và đặc biệt thì có giá bán tiệm cận giá niêm yết, nghĩa là đang được giảm giá hoặc là bán ngang bằng giá niêm yết tùy từng màu. Và phiên bản cao cấp với giá niêm yết là 730 triệu cho bản một tông và 735 triệu cho bản hai tông. Thì hiện tại mỗi một xe trên phiên bản cao cấp thì đều được giảm khoảng 25 triệu đồng, 24 đến 25 triệu đồng, và được tặng những cái chương trình khuyến mại của hãng như là trẻ sàn da, bọc vô lăng và phim cách nhiệt. Thì với những cái màu xe như là hiện tại mình đang có sẵn màu đỏ giao ngay này, sắp tới mình sẽ về thêm màu trắng, màu đen đó của phiên bản cao cấp một tông. Thì các bạn không lo thiếu xe trong chương trình của tháng 10 và tháng 11. Thì về tổng quan thì chiếc xe được trang bị với vẻ bề ngoài ngoại thất khá là đầy đặn và khỏe khoắn, trẻ trung. Với mặt ga lăng trước được sơn bóng kèm logo Hyundai to bản cùng với cả cụm đèn LED, cụm đèn chiếu pha cốt là full LED. Trên phiên bản đặc biệt và cao cấp có hệ thống đèn LED định vị ban ngày, kiểu dáng thiết kế giống đàn anh Tucson đấy. Chiếc xe thì được trang bị với động cơ là 1.5 lít dẫn động với hộp số là IVT, hộp số vô cấp, cho nên là tăng tốc rất là êm ái và đi khá là tiết kiệm nhiên liệu. Tay nắm cửa của xe thì được mạ chrome bóng. La răng thì cũng được trang bị với cùng kích thước trên cả 3 phiên bản, đó là la răng 17 inch trên cả 3 phiên bản, như bản đặc biệt và cao cấp thì được phay xước. Đó. Phần đuôi xe thì chúng ta có thấy là cũng rất là to bản, kèm 3 cảm biến và camera lùi, có đèn LED hình chữ T. Đó, và có đèn báo phanh trên cao cùng thông số. Đây là thông số về tiêu hao nhiên liệu, với đường kết hợp là 6,1 lít, trong đô thị là 7,5 lít và ngoài đô thị chỉ có 5,2 lít thôi. Đó. Cốp xe cũng được thiết kế khá là rộng. Đây mình sẽ mở cốp như. Khả năng là xe hết điện cho nên là cốp không mở được. Thì cùng vào đến phần nội thất của xe thì các bạn có thể thấy là bản cao cấp thì chúng ta có một cái họa tiết da ghế rất là đẹp, rất thể thao, kèm nhiều cái đường viền và ghế là ghế có lỗ. Trên hai chiếc ghế, hàng ghế phía trước này thì cũng được trang bị công nghệ là làm mát ghế, thông gió. Loa thì được trang bị trên bản đặc biệt và cao cấp là loa Bose, loa Make in USA của Mỹ. Đó, cho âm thanh rất là sống động và sắc nét. Trên chiếc vô lăng của phiên bản cao cấp này, chúng ta sẽ có những công nghệ tích hợp như là hệ thống hỗ trợ giữ làn đường này, cảnh báo lệch làn này, rồi gói giới hạn tốc độ này. Công nghệ thêm nữa đó là phòng tránh va chạm với cả người đi bộ, cảnh báo điểm mù ở trên gương, tích hợp trên gương chậu ngoài. Đó. Màn hình thì màn hình giải trí trung tâm thì được trang bị màn hình 12,5 inch và màn hình đa thông tin ở phía sau vô lăng này cũng được trang bị với màn hình 12,5 inch to bản. Trên chiếc màn hình giải trí trung tâm này
thì chúng ta sẽ có những cái công nghệ như là kết nối Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto, có Google Maps định vị dẫn đường của Hyundai thiết kế riêng cho thị trường Việt Nam. Rồi, loa bâu thì được trang bị là 8 loa. Điều hòa thì được trang bị trên bản đặc biệt và bản cao cấp, đó là điều hòa tự động. Có chúng ta có cổng sạc 12V, công suất lớn là 180W, rồi các cổng USB. Xe trên cả 3 phiên bản thì đều được trang bị hệ thống phanh điện tử và hỗ trợ dự phanh auto hold. Đó, trên phiên bản cao cấp này thì chúng ta sẽ có thêm công nghệ như là cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo trên gương và trên màn hình đa thông tin này. Đó, với hàng ghế sau rất là rộng, với độ ngả lưng ghế tốt thì chúng ta sẽ có những cái chuyến hành trình dài, giảm thiểu được cái sự mệt mỏi và tận hưởng được nhiều hơn trên những cung đường mà mình đi. Qua đây thì mình cũng xin review tổng quan về chính sách giá bán và chương trình khuyến mại, rồi màu xe của đại lý Hyundai Bắc Ninh. Thì các bạn có nhu cầu tìm hiểu về xe Hyundai Creta nói chung và Creta cao cấp nói riêng thì xin vòng liên hệ với số điện thoại mình để trên màn hình. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và lắng nghe. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.